Kênh Hoa Lan TV giới thiệu với các bạn một cái giò để lan khá là đẹp. Cây này nó khi mà tôi mua thì chủ nhân nói là cây phụ nữ hồng tinh. Tuy nhiên là khi mà đưa lên thì có những người mà am hiểu hơn thì khẳng định cây này nó không liên quan gì đến phụ nữ cả. Cái giống này là lá rất là to này, lá to bản này, lá các bạn có thể thấy lá này khoảng độ 10 cm. Thì cây này nó có tên là Liket. Tiếc rằng là nó hoa thì rất là đẹp, cánh đỏ, họng vàng và cái lưỡi cũng rất là điệu. Lưỡi nhìn thoáng qua thì như là một cái con đấy, rất là đẹp. Tuy nhiên thì tôi không thấy có cái hương thơm, hoặc nếu có thì vì nó quá nhẹ nên là mình không cảm giác được, nó chỉ gọi là hơi mát mát thôi. Cây này thì có 3 giả hành, một củ già này, và hai củ già, hai củ lớn cộng với một cái thân tơ, đặc biệt là đang lên một cái mầm rồi. Cái cây này thì khi mà chuyển từ trong trong Lâm Đồng ra đây thì đã bỏ hết cả các cái loại đá hết các thứ ở trong cái chậu đi rồi, nên bây giờ nó chỉ còn nguyên gốc không thôi. Thì có gọi là đặt tạm ở đây như này thôi chứ cũng không phải là nên ra đây thì tôi chưa trồng lại. Đấy. Nó chỉ là cái gài giấy ở đây thôi, nhưng thực chất là bây giờ nhấc lên giá là được luôn. Này, hết hoa thì có thể ít nhất là có thể tách đôi một cái ở đây ra, là cái thân này nó sẽ nuôi cái mầm con này, thành được hai giò. Đấy các bạn thấy nó hoa cực kỳ đẹp. Cái giống này như vậy có thể được gọi là hoa theo cái ngôn ngữ của anh Trần Tuấn ấy, hiệp sĩ tầm lan, thì anh có thể gọi là gì nhỉ? Hoa cái gì, tức là bất lá, tức là hoa thấp hơn lá, không lá nó che. Ốc rất là này, bông rất là to. Cánh này thì nó không bung ra hết, nên nó vẫn có cái dấu hiệu là nó kiểu hơi cục cục, chứ nếu mà nó xòe hết ra thì nó phải mười mấy phân, nhưng đây thì nó đã được khoảng 10 phân 10 cm rồi. Cái hoa rất là đẹp. Và cái giống này thì không biết là khí hậu ngoài Bắc thì có dễ lên không, nhưng mà vì cái cây này thì nó đã có cái vòi nụ này từ cái lúc ở trong Đà Lạt rồi. Cây này thì tôi sẽ trồng lại vào cái chậu, và sau đó thì sẽ dùng men nở tươi để tưới cho nó. Những cái giống này có vẻ như là rất thích hợp với men nở.
Phải nói là cái phát hiện và cái chia sẻ về sử dụng men nở để tưới cho lan của chị Nguyễn Thị Thanh Hằng Việt Kiều ở Hồng Quy rất có giá trị. Rất nhiều người đã áp dụng và cảm thấy nó hiệu quả cho cây lan trong việc phát triển mạnh, ra hoa nhiều hơn, hoa sai hơn. Các bạn vui lòng chia sẻ video và bấm theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn.